Có đây thần nữ. Chúng ta vui. Vui bởi vì hôm nay nhờ cơn bão số 3 mà chúng ta lại được Đức Cha lên đây để dâng lễ cầu bình an sau mọi cơn bão, khi bão tố và cái này cái khác. Thì tí nữa Cha sẽ phân tích để chúng ta vẫn thấy vui. Vui trong đau khổ thì vẫn có niềm vui. Bây giờ là trọng kính Đức Cha. Giờ đây con xin được thay cùng với thân thể của Cha Phó Anh Tôn cũng như các thầy, các thầy cũng như cộng đoàn cho giáo họ Sùng Đô nói lên lòng biết ơn đối với Đức Cha. Không biết mọi người cảm nhận làm sao như riêng cá nhân con. Đúng là còn một chuyến đi lịch sử từ tạo thiên lập địa chưa thấy như thế này. Nhìn hình ảnh Đức Cha đúng với tâm tình của mang vào mình mùi chiên, khi biết được Sùng Đô hoạn nạn như thế này, Đức Cha đã sẵn sàng hoãn cái đại hội giới trẻ ngày hôm nay. Đúng là ngày hôm nay thay vì đại hội giới trẻ thì ngày lễ hôm nay lại được rời lên Sùng Đô. Nhìn vào hình ảnh Đức Cha, chúng ta biết Hải năm nay đã 65 tuổi, sẽ đến 70 tuổi, gọi là tuổi thật khổ lai, tức là xưa nay hiếm. Ngài vẫn đang mang những căn bệnh đau nhức. Vừa nãy là Đức Cha không được đi được mà phải dừng lại để rồi lấy lại sức. Rồi những bước chân của Ngài thô thẳng xuống, không nhấc chân lên được. Lên đến đây, mọi người rơi hết nước mắt. Nước mắt này cũng vừa là nước mắt của buồn, nhưng cũng là nước mắt của vui sướng. Cha vẫn thì nhìn thấy vẫn có những khuôn mặt, những giọt nước mắt hạnh phúc trong đau khổ, nhưng vẫn có những giọt nước mắt ấy có là giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, của đau khổ lẫn lộn. Hôm nay đi cùng với Đức Cha có thầy Vinh ở Sài Gòn. Chính thầy cũng đã cảm nhận được ở Sài Gòn hiện giờ có những cái họ, những cái xứ mà có thể 5 năm chưa có Đức Cha, là chưa có 4-5 năm mà Đức Cha chưa tới để thăm giáo họ. Thế nhưng chúng ta là một cái nơi, một giáo họ người Mông rất xa xôi, và cái Đức Cha hầu như là năm nào Đức Cha cũng lên, có đúng không? Có những năm lên 2 lần. Và trước sự đau khổ mất mát lớn lao này thì Đức Cha lại tiếp tục không quản ngại bệnh tật đau đớn người đường xa xôi để lên với chúng ta. Chính vì thế mà chúng con được hết lòng cảm ơn Đức Cha, xin Chúa thương gìn giữ Đức Cha để rồi Đức Cha vẫn có một sức khỏe và có một tấm lòng luôn mang lấy sự đau khổ mất mát của đoàn chiên, trong đó có giáo họ của chúng con. Chúng con dâng lên Đức Cha lời biết ơn bằng một tràng pháo tay thật lớn. Quà tặng của Đức Cha mang lên hôm nay là không chỉ con người tấm lòng mà có cả những vật chất. Nó là như tin mừng của Chúa nói, thấy đoàn chiên đông đảo, người đi theo Chúa đi lễ đâm và phải trải qua những lặn lội từ ngã ba và ngã hai này rất vất vả. Cho nên Đức Cha trong bữa cơm hôm nay chỉ tội là chúng ta không làm được thôi, chứ còn sợ rằng là không có đủ bát, không đủ đũa, không đủ củi để nấu. Cho nên nếu như vì ban hành giáo mà không đáp ứng được cho những ai chúng ta ở gần đây thì chúng ta sẽ thương cảm, chúng ta sẽ nhường lại cho những người ở xa ngoài ngã ba để có một bữa cơm trưa hôm nay. Và Ngài cũng sẽ có quà để động viên các gia đình đang gặp khó khăn. Tí nữa chúng ta sẽ lấy danh sách và sẽ gặp riêng Đức Cha, Cha Chín, Cha Phó cũng như là ban hành giáo để chúng ta sẽ được nhận món quà của Đức Cha. Ở đây ban hành giáo cho Đức Cha và hai cha biết là đối với chúng ta thì sẽ có 5 nhà bị sập hoàn toàn, đúng không? Có nhà ai còn sập hoàn toàn đâu? Nếu ai mà thấy còn thiếu thốn cái gì để cho ban hành giáo biết. Bị 5 nhà là sập hoàn toàn này, bị hư hỏng nặng là 17 gia đình, đúng không? Còn nhà nào không bị không? Ruộng hỏng nặng và trôi hoàn toàn là 79 mảnh. Nương chè kế hoa màu là 120 mảnh, và còn một số chưa thống kê được. Thế thì chúng ta nếu như ai bị thiệt thòi thì chúng ta cũng cứ cho ban hành giáo biết, để trong những ngày này rất nhiều những con tim, rất nhiều những con tim đang hướng về Sùng Đô, hướng về chúng ta. Tại sao vừa nãy cha hỏi là
buồn hay vui là chúng ta nói vui là đúng. Nhờ biến cố này mà bây giờ là mọi con tim đang hướng về chúng ta. Có biết bao nhiêu những người lúc này đang quyên góp tiền bạc, lúa gạo, mì tôm, mắm muối, chỉ tội là không đem lên được thôi. Lúc này là thế, cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì trong thư của Roma chương 8 câu 28, mọi sự đều có lợi cho những ai yêu mến Chúa. Chúng ta thiệt thòi mất 5 gia đình, chúng ta thiệt thòi mất 17 gia đình đang bị hỏng nặng và một số những cái mảnh đất bị hoa màu cách này cách khác. Chúng ta nhìn vào cái mất mát đó thì chúng ta cảm thấy buồn. À, như Đức Cha nói là chúng ta có trách Chúa hay không, nhưng mà chúng ta phải trả lời là không. Nếu như chúng ta ai mà trách Chúa thì chỉ có thiệt. Ai mà trách Chúa thì chỉ có thiệt. Có đúng không? Chúng ta nhìn lại xem, trong những lúc này Hà Giang, Lai Châu cũng đã bị thiệt hại rất nặng nề. Sáng ngày Đức Cha đã chia sẻ bằng cài, chúng ta thấy ở trên thế giới xảy ra nào là hỏa hoạn, bên xảy ra bên nước Hy Lạp chết cũng rất nhiều người, bên Lào đợt thủy điện do nhân tai chứ không phải thiên tai, do nhân tai. Nhật Bản mà cũng bị lũ lụt chết rất là nhiều, có đúng không? Thế trong khi đó chúng ta nghe cảnh ở đây là Nậm Mười là chết 3 người, Bản Tủ là chết 3 người, Nậm Có chết 5 người, Sùng Đô thì cũng nói là cũng chết 1 người, nhưng là một người lương dân, đúng không? Thế thì chúng ta thấy chúng ta vừa là công dân trần thế nhưng vừa là công dân của nước trời. Chúng ta công dân trần thế cho nên là các lãnh đạo, các chính quyền tỉnh Yên Bái, từ trung ương đến tỉnh, đến huyện, rồi đến xã cũng đang rất quan tâm để giúp đỡ chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta cũng là còn là công dân của nước trời, chúng ta được là con cái của Chúa qua cái tích rửa tội. Chúng ta có một người cha là Thiên Chúa ở trên trời, và những người cha, những người mục tử hữu hình đang hiện diện với chúng ta ở đây. Đức Cha đã nghe đến Sùng Đô và Đức Cha đã lặn lội để lên đến với chúng ta. Và như Đức Cha cũng đã nói, Đức Cha chính ngài cũng lớn tuổi, 74-75 tuổi rồi, ngài không lên được, nhưng Đức Cha chúng ta sẽ lên với chúng ta, và ngài cũng sẽ cử cha Anton để lên ở hẳn với chúng ta sắp tới đây. Thế và có lẽ đây là cũng một cơn bão hồng ân, bởi vì trong sự Chúa biết sự giữ thành sự lành. Chúng ta sẽ trước kia chúng ta đã Chúa cảm ơn Đức Cha cũng đã giúp về tài chính để một từ ba gian nhà rất là đơn sơ, chúng ta lại có một cái nhà quyến rất là khang trang. Thế nhưng có lẽ Chúa còn muốn cho chúng ta khang trang hơn nữa, Chúa muốn cho chúng ta có một cái nhà thờ còn đẹp hơn nữa. Chính vì thế mà Chúa đã thử thách chúng ta để xem lòng chúng ta, đức tin chúng ta như thế nào. Chúng ta thấy hai thầy Trung, thầy Dũng ở với chúng ta. 12 rưỡi trưa ngày hôm 20 điện thoại cho cha, và cha có là tạ ơn Chúa, chứ nếu không thì cha lại đem lên để đem xác chúng con để an táng. Vừa ra khỏi thì là sập nhà, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thấy nhìn cha, đức cha chưa lên được, và cha cũng chưa lên được thì chưa nhìn thấy cái sạt ở trên cái mức độ của nhà kho như thế nào. Nhưng trên đường đi đã cảm nhận được là năm nay đúng là không bao giờ, không thì nó khủng khiếp như vậy. Cho nên nếu như chúng ta ở đây chúng ta quá nhẹ, phải không? Quá nhẹ. Cho nên có lẽ là nhờ cái biến cố này mà bây giờ biết hàng vạn con tim đang hướng về chúng ta, và khắp mọi nơi đều biết đến Sùng Đô. Và hiện giờ là có rất nhiều những người, các đội, những cái tổ chức thiện nguyện người ta đang muốn lên với chúng ta, nhưng mà với con đường thì như ngày hôm nay thì chắc chắn chưa biết bao giờ họ mới lên được. Mai giới trẻ của giáo sư Vĩnh Quang cũng muốn lên nhưng kiểu này cũng không lên được. Ở Nghĩa Lộ cũng đang quyên góp để chuẩn bị lên với chúng ta thì cũng sẽ không lên được. Ở Hà Nội, ở Bắc Ninh, ở chỗ nọ chỗ kia thì cũng sẽ khả năng sẽ không lên được với chúng ta. Thế trước khi đi thì Đức Cha cũng đã đặt một tấn hai gạo. Có một ân nhân cũng giúp đang say sát ở nhà ông Cường, mà người hôm nay chở Đức Cha lên cũng chưa lên được. Cho nên đây là một cơn bão hồng ân. Cho nên chúng ta phải vui và chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa. Thời lượng và thời gian có hạn,
Con cũng xin một lần nữa là xin thay lời cho cộng đoàn dân Chúa trong giáo hóa Sùng Côn, xin hết lòng tri ân Đức Cha, tấm lòng của Đức Cha đã dành cho chúng con. Bây giờ đã đi lên được rồi, nhưng bây giờ con đường đi xuống lại còn sợ hãi hơn nữa. Thế chúng ta cũng cầu nguyện để cho Đức Cha tối hôm nay là Cha lại khó.